Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện hoạt động thanh toán và phối hợp thu ngân sách nhà nước trong 2 ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, trong hôm nay, thời gian thanh toán điện tử liên ngân hàng với các khoản có giá trị thấp sẽ kéo dài đến 19 giờ 30 phút, còn thời gian thanh toán với các khoản có giá trị cao, ngoại tệ là đến 20 giờ 30 phút. Thời gian thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước sẽ là thời hạn cuối vào lúc 19 giờ 30 phút, giờ dừng điện đề nghị quyết toán là 20 giờ 10 phút. Đối với ngày mai 31 tháng 12, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại không thực hiện thiết lập ngày làm việc trên hệ thống thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn hoạt động để phục vụ giao dịch thu nộp ngân sách nhà nước.